hướng dẫn thêm một camera Wi-Fi vào tài khoản phần mềm với cách kết nối bằng dây. Để sau khi các bạn đã gắm điện và kết nối mạng cho camera quan sát bằng dây, các bạn chọn vào phần mềm, chọn dấu cộng, thêm thiết bị, các bạn chọn camera Wi-Fi. Tiếp theo chọn tìm kiếm trong mạng LAN và các bạn chọn tìm mạng LAN. Bạn chờ một chút, bạn sẽ thấy con cam của các bạn, loại camera nè, nó sẽ có loại rồi IP, tiếp mã thiết bị ha. Bạn chọn thêm vào. Tới đây các bạn đặt cho một cái tên cho con camera tùy các bạn lựa chọn. Đây có những số cái tên sẵn, bạn có thể đặt tên riêng. Đây thì chọn cửa và đăng. Như vậy đã xong, camera đã vào. Rồi chào bạn.